Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có sức lan tỏa mạnh mẽ, được đông đảo người dân đồng tình ủng hộ. Việc làm trên không chỉ góp phần xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông ngày càng khang trang, người dân đi lại thuận tiện mà còn góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại nhiều địa phương. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có một số trường hợp không hưởng ứng phong trào trên mà còn lấn chiếm diện tích đất công gây ảnh hưởng đến phong trào, gây mâu thuẫn và bức xúc trong nhân dân. Đó là câu chuyện xảy ra tại xóm văn hóa khu 3, thôn Như Lân, xã Long Hưng, huyện Văn Giang. Bắt đầu từ 2018, gia đình ông Tâm làm nhà, xóm đã có ý kiến là thôi ông giật vào cho đường thông thoáng. Thì ông có nói là gia đình nhà ông đất đến đâu ông xây đến đấy. Đấy thì lúc đó thì thật sự ra bà con cũng chưa biết được cái mốc cõi nhà ông đến đâu, nhưng mà chỉ có ý kiến là đề nghị ông, tức là làm sao, tức là thụt vào cũng như cái ý kiến bà con mở rộng đường xóm, nhưng gia đình ông không nghe. Thì sau đó là tôi thấy cái nút chai này nó quá khó khăn trong cái đi lại giao thông, cho nên tôi đại diện xóm là tôi làm đơn từ 2019 để gửi xuống xã. Trong quá trình đó thì tôi đề nghị lãnh đạo thôn, tức là cung cấp sổ đỏ của gia đình ông Tâm. Sau đó thì biết được tình trạng là cái sổ đỏ nhà ông Tâm hiện nay là đất nhà ông Tâm là nấn ra là rất nhiều của xóm. Nhưng trong quá trình để giữ đoàn kết, xóm vẫn cứ vận động gia đình ông Tâm là thôi, là hiến đất vào để mở rộng đường cho thông thoáng, cho đời chúng mình, đời con, đời cháu mình. Nhưng mà gia đình ông Tâm không chấp hành. Xóm văn hóa thì là điều chỉnh cái diện tích đất nhà ông Tâm. Đất trung tâm là hiện trạng là nếu như theo như của xóm đã đi gọi là đơn tờ suốt 5 năm nay rồi, thì cũng là tất cả toàn xóm là cũng biết là gia đình ông Tâm là đã lật ra đất công. Đấy, vậy thì bây giờ là cái chỗ này nó rất là cái khuất tầm nhìn của giao thông. Đấy thì tất cả xóm và thôn đã xuống đây vận động gia đình ông Tâm rất nhiều lần để làm sao để cho nó dẹp vào, để cho nó vừa là làm bảo đảm an toàn giao thông cho xóm, cho làng mà đẹp được cảnh quan. Thế nhưng mà gia đình ông không chấp hành. Bây giờ ông Tâm mà lấn chiếm như thế này thì theo ý kiến tôi bây giờ phải cơ quan chính quyền các cấp phải giải quyết làm nào để cho nó đường đi cho nó ổn, cho bà con ta đi cho nó dễ dàng. Đó là những bức xúc chung của tập thể nhân dân xóm văn hóa khu 3, thôn Như Lân, xã Long Hưng trong suốt 4 năm qua về trường hợp hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tâm xây cổng và tường rào lấn chiếm đường xóm, gây ảnh hưởng đến việc xây dựng mở rộng đường tại địa phương. Sự việc bắt đầu từ năm 2018, trước khi ông Tâm xây dựng tường rào, tập thể xóm văn hóa khu 3 đã có ý kiến đề nghị với gia đình ông Tâm xây lui vào đúng theo mốc giới như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp để không ảnh hưởng đến đường đi trong xóm, nhưng không thành. Từ thời điểm đó cho đến nay, nhiều lần tập thể khu dân cư đã làm đơn đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Long Hưng và Ủy ban Nhân dân huyện Văn Giang chỉ đạo đo đạc, xác định mốc giới giữa đường xóm với thửa đất của gia đình ông Tâm. Tuy nhiên sự việc trên chưa được giải quyết dứt điểm, gây bức xúc trong nhân dân. Đến năm 2023, để đáp ứng tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, tuyến đường trên tiếp tục được đầu tư nâng cấp trải áp phan để đường đi được thuận lợi. Khang trang tiếp tục có 8 hộ gia đình trong xóm hiến đất mở rộng đường. Cùng thời điểm này, tập thể xóm tiếp tục đến vận động hộ ông Tâm di rời cổng và tường rào vào đúng mốc giới, và kinh phí tập thể xóm sẽ hỗ trợ, nhưng hộ ông Tâm không phối hợp và mâu thuẫn giữa gia đình với tập thể xóm càng trở nên nghiêm trọng hơn. Và đây là hình ảnh khiếm nhã của hai vợ chồng anh Nguyễn Văn Dũng, con trai ông Tâm, khi nhóm phóng viên đang tác nghiệp và nhân dân địa phương. Bây giờ nhu cầu là giải quyết thế nào không để ảnh hưởng đến xóm nữa. Vì sao? Có người người ta nói rằng là nếu mà không giải quyết được cái việc này, cả xóm ăn của quý của con nhà ông ấy. Một đứa là nói như thế, nhưng mà tôi cho ngoài tai, tôi chưa nói với xóm như là đùi vào hết, tới hết cái mốc cõi ông đã nấn ra, mà chỉ làm sao tức là giật vào để cho nó đảm bảo cái đường thông hề thoáng là được, chứ không phải cứ gì. Nhưng mà gia đình ông không chấp hành. Thì nay đề nghị, tức là lãnh đạo xã cũng như lãnh đạo huyện
Tức là đã như thế này là phải giải quyết đến nơi đến chốn, mở rộng cho đường thông hệ thoáng, nấn ra bao nhiêu thì giả đất công bấy nhiêu, chứ không thể để như thế này là nó rất chi bức xúc cho bà con hàng xóm, mà để ảnh hưởng sau này cho các tuổi trẻ về sau, xe cộ phương tiện, rồi cứu hộ cứu hỏa. Ý kiến với lại lãnh đạo xã huyện làm sao để giải quyết cái vấn đề bức xúc nhất ở cái chỗ nhà ông Tâm, chỗ này lấn ra đến đâu phải giải quyết đến đó. Trước phản ánh của nhân dân, làm việc với cán bộ chuyên môn và lãnh đạo xã Long Hưng về thửa đất mà hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tâm đang sử dụng, chúng tôi nhận thấy việc phản ánh của nhân dân xóm Văn Hóa khu 3 thôn Như Lân về việc gia đình ông Tâm lấn đường xóm và đề nghị Ủy ban nhân dân xã Long Hưng tiến hành đo đạc xác định mốc giới là hoàn toàn có căn cứ, bởi theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân huyện Châu Giang cấp năm 1997 cho hộ gia đình ông Tâm thuộc tờ bản đồ số 2, thửa số 89 có diện tích 204 m² đúng theo diện tích kích thước thể hiện trong hệ thống bản đồ 1996 lưu tại địa phương. Còn căn cứ theo kích thước bản đồ đo đạc 2016-2019 so với kích thước hiện trạng thì phần diện tích tăng so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp cho hộ ông Tâm có diện tích là 31,3 m². Điều đang nói, quá trình tiến hành đo đạc thì phần diện tích giáp danh với thửa đất mà ông Tâm được cấp lại là hai mặt đường của xóm, cho nên phần diện tích tăng nói trên là phần diện tích hộ ông Tâm lấn chiếm đường xóm mà nhân dân địa phương phản ánh. Qua tìm hiểu của chúng tôi, hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp cho hộ ông Tâm chưa làm thủ tục cấp đổi và phần diện tích tăng 31,3 m² theo bản đồ đo đạc mới nhất là diện tích đất công ích do địa phương quản lý. Điều đang nói, để giải quyết đơn đề nghị của tập thể khu dân cư, Ủy ban nhân dân xã Long Hưng đã hai lần phối hợp với chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Giang và có thông báo tới gia đình ông Tâm để đo đạc xác định mốc giới của gia đình ông Tâm, nhưng hộ này không phối hợp. Căn cứ vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhà ông Tâm thì là diện tích hiện trạng theo như kết quả đo đạc dự án giai đoạn 2016-2019 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thì diện tích là gia đình nhà ông Tâm cũng có xê dịch so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì là tăng giảm khoảng tầm 31 m². Ủy ban xã cũng đang gửi công văn lên Văn phòng đăng ký đất đai là để nhờ Văn phòng đăng ký đất đai là phối hợp với địa phương tiến hành đo đạc thửa đất của gia đình nhà ông Nguyễn Văn Tâm. Bên cạnh đó thì Ủy ban xã cũng đã hai lần gửi thông báo đến nhà ông Nguyễn Văn Tâm để tổ chức một buổi đo đạc gửi cho các hộ giáp danh để có mặt. Hai lần thì chưa đo đạc được. Tại sao chưa được đo đạc được? Có lần thì gia đình bảo là bận công việc không thể sắp xếp được. Thì hai lần đều như thế. Và đây cũng là cái khó khăn cho việc giải quyết cái đơn thư của công dân đúng không? Đúng rồi. Sự việc này thì chúng tôi nhận được cái phản ánh của cái xóm văn hóa thôn Như Lân về cái đường gia đình thửa đất gia đình ông Tâm liên quan cái đường đi của họ xóm. Thì sau khi nhận được thì chúng tôi cũng đã cử cán bộ chuyên môn rồi giao cho thôn làm công tác vận động tuyên truyền để cho nhân dân nắm được hiểu được về cái sự việc. Thế thì cuối năm 2023 thì cá nhân tôi cũng đã đến làm việc họp với xóm và vận động gia đình ông Tâm là đã phá dỡ bức tường và xây lại có thụt vào khoảng 20 cân cái tường đó và đã xây lại. Thế nhưng từ đó đến nay thì xóm vẫn chưa đồng ý với cái việc là cái kết quả của gia đình ông Tâm đã thực hiện. Và vừa rồi thì để tiếp tục có ý kiến thì chúng tôi sau khi nghiên cứu các tài liệu hiện có tại Ủy ban xã thì chúng tôi đang mời các cơ quan chuyên môn của huyện như là cơ quan tài nguyên môi trường, cơ quan thanh tra huyện, cơ quan tư pháp huyện và văn phòng đăng ký đất đai của huyện về phối hợp cùng với xã để nghiên cứu hồ sơ và giải quyết kiến nghị của công dân. Dẫu tấc đất tấc vàng nhưng các gia đình đã tự nguyện hiến đất khi xã hội cần để làm đường giao thông, đó là điều rất đáng quý. Sự đóng góp của người dân đã góp phần quan trọng giúp các địa phương mở rộng được nhiều tuyến đường rộng rãi khang trang. Trước phản ánh của nhân dân xóm Văn Hóa khu 3 và để giải quyết dứt điểm tranh chấp kéo dài giữa tập thể xóm với hộ ông Nguyễn Văn Tâm, đề nghị các cấp chính quyền và các cơ quan chuyên môn huyện Văn Giang cần tập trung xử lý vụ việc trên để giải quyết dứt điểm mâu thuẫn trong nhân dân và đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
Vâng, thưa quý vị, qua câu chuyện trên cho thấy để xảy ra mâu thuẫn trong nhân dân có phần trách nhiệm của cấp chính quyền cơ sở. Chính điều đó đã dẫn tới tình trạng đơn thư vượt cấp, đơn thư kéo dài, gây mất ổn định tại cơ sở. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục hộp thư truyền hình hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.